Gì? Dính. Đâu gì con gì? Ừ, không nghe dính nói. Đâu đâu? Ý. Trời ơi phân. Ý. Rồi. Thằng nhất anh lấy. Ý đại ca. Trời ơi, con sáp. Ôi con bự anh ơi. Con nhớ cát luôn. Chưa hẳn. Con gì? Con gì? Cái gì vậy? Con ngựa quá. Bự không? Đâu đâu? Đâu đâu? Cũng mất chưa? Con gì? Một nhé. Đâu? Ừ, con cũ á. Anh ừ, lên. Yeah. Vô thấy không? Ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngày thứ bảy 6-7 tháng 4, hiện tại hai chồng đang ở trên Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Chào cả nhà, mình chỉ vô cái đầu tiên. Có gì không em? Nhà tre. Sao mình thường cái nào cái đầu tiên không dính ta? Cái đầu tiên nó không có dính. Cái đầu tiên không dính rồi. Hả? Cái gì? Mất bỏ rồi. Em xin chào cả nhà mình nha. Chuột. Ai dọn đường đi chà bá rồi quá luôn. Quá được không anh ơi? Đâu? Yeah. Anh ba. Anh ba. Anh ba thấy không? Nói. Anh ba. Ba. Ôi, nó bị văng quá rồi luôn à. Vô lâu rồi. Ba, không cắn, không ba, cắn. Ba là ba ngon. Ba đẹp ấy. Chó đứng nhìn. Con em thằng khủng không nhỉ. Con gì? Con thằng ba nữa rồi. Ủa thằng ba làm gì? Ủa quá trời phân luôn. Thằng ba rồi, thằng ba vô đây hầu đặt cái giò chưa dính luôn. Đây hai cái thăm này thằng tử thứ ba không có dính nè. Hả nè, con gì? Bự không? Ba. Trời. Ba. Ba. Để dính ra được rồi. Vô lâu rồi. Nắng này mới nãy vậy. Nãy còn chuột nữa. Bác ra không có quay luôn. Con đầu tiên bắt luôn. Ba con. Thì ba ngon không nè. Đó, ba đã được á. Ngon lành. Đây là ba ngon rồi nè. Rồi, sáng nay được 4 con. Nay thất nữa rồi. Mùa này dính lại dày, dính lại dính ra vậy là ngon rồi. Chưa là ói chuột nè, mới ói chuột mới đi ăn hả? Tiếp tục này, con cái cái gọi không dính. Ê, người quá trời phân luôn không? Wow, gì không? Ừ
Đây hả anh? Hả anh? Ba này nặng anh. Ồ. Sao nó nhỏ xíu mà nặng vậy? Ba chứ. Hai con phần nè. Hai con hả? Ừ. Thật ừ. Để hai con nữa. Hai con. Cho nó bịt lúa nè. Ba bịt lúa nè. Được lúa cũ không à? Nè. Ngon. Hai con. Ôi, nãy giờ không có dính gì luôn. Được mấy con rắn à? Được con dê cả nhà. Này như có 4 con gì nè. Có 7 2 con nữa. Còn mấy cái 7 nữa hết rồi. Thua hôm nay thất. Thất thua. Nó thất dữ rồi. Hai con, 7 2 con. Gì nhỏ xíu vậy? Gì vậy? Gì ba con luôn. Gì ba con luôn. Với hai con hết rồi. Rồi ba con luôn. Ba con chút chút. Ba con này nhỏ xíu hả anh? Vô luôn. Trời ơi. Tháng này không có rắn mà. Mấy vòng lên con được rồi. Tháng này không rắn bắt hết. Ba con cái nản. Ba con cũng chí. Con bự à. Trời ơi. Chút chút con. Rồi. Vô chút đi tiếp. Còn thăm còn mấy cái nữa hết rồi. Cái này chiên nào cũng dính hết nè. Chiên rồi bị đạp mà dính còn bị đạp mà còn rắn luôn. Rồi mất tiêu. Chiên này là mất thiệt nè. Chiên này mất. Còn lỗ nè. Rồi mất tiêu rồi. Đi. Mà sách không nổi luôn. Sách không nổi. Nay chừng ký vậy? Ký mấy à? Ký mấy? Ký 2, ký 3, mượn cân thôi, nay lúc cân. Thôi, không xíu mượn gì. Có nhiều đây, ký mai. Ký à? Mai luôn à, Tân Thạnh cái ghép vô chung cho cả nhà xem. Chứ hôm nay thất rồi. Nay thất thua rồi cả nhà. Em Giang cũng vậy, cũng ký mấy 2 ký vậy á. Bể đầu thôi, bể đầu. Rồi. Vậy được rồi, tháng nắng mà. Để quen chạy vậy được rồi. Có thằng săn cậu được rồi. Ký mai thăm cái ghép vô chung luôn. À, tạm biệt cả nhà. Em chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Hôm nay là anh nói thêm ngày hôm qua luôn. Qua thăm con ký mấy. Hôm nay thăm thì bữa nay là chủ nhật. Hôm qua là thứ sáu. Ý hôm qua là thứ bảy. Lộn hoài ta. Hôm qua thứ bảy đây em. Hôm nay chủ nhật 7 đầy tháng 4. Em chào cả nhà. Video tiếp tục. Nói ghép chung clip ngày hôm qua luôn. Qua thăm con ký máy. Bữa nay thăm có người ghép chung như luôn cho cả nhà xem. Nó dính lắm. Con. Con gì? Đâu đâu? Bự không? Trời ơi, ngựa nó sáng. Trời con ngựa. Trời ơi, phần ngựa con chí à. Một con rắn đầu tiên bắt luôn. Đây nè, này. Dùng đó đó. Nhiều tổng luôn. Thấy không? Thằng khủng. Ê, con gì? Dính. Con gì hả? Anh ba. Đâu? Anh ba. Ngon quá trời luôn anh. Anh ba, ngon lắm. Đó, con này vô lâu rồi. Phân này nữa nè. Được con ba đầu tiên. Như tôi nãy con hoa ngựa nó cũng chưa bắt nữa. Hai con. Cái này chứ rồi dính nè. Dính con hành ba. Cái này vô sao đây? Dính. Chuột lên đường. Bắt hai con đầu tiên. Thấy con ngựa đầu tiên. Thấy con hành. Sáng được hai con. Chưa thấy ấy phân xanh anh. Cái hành bự lắm.
qua được có 1 ký mấy à, từ 16 ký 7 vậy chẳng đó. Ừ, ba ngon à. Người dính đầu tiên, hơi xíu bắt luôn. Đang nào có rắn nè. Mà chắc cũng thất nữa quá. Thất ghép chung luôn, hai ngày ghép chung một clip. Chưa ra nữa. Xíu. Vô. Vô. Đó đây em. Vô đó đó. Ừ. Mà còn không khủng rồi. Có không? Gì? Dính. Còn gì, còn gì? Ừ, không nhờ dính ơi. Đâu? Ý. Trời ơi, phân. Trời ơi, vậy. Ngon, hành gì? Vậy ngon á. Xiền. Trời ơi, phân quá trời luôn nha. Nè, là phải đi. Ngon rắn là bự không? Đó, hành gì? Ha, ngon lành, bà ta ta. Ngon. Nhì. Vợ không dám qua cầu, vợ đi qua thăm mình con mình nè. Vợ cơ bản nè. Khủng hết đây. Đó, ngon lạnh. Con gì, trời ơi con ngựa. Con ngựa. Đó, ngựa này bự à, được. Quá trời phân luôn. Còn cái nữa. Đây, bỏ con đó đi. Rồi khỏe rồi coi. Đi rồi, chuột chết. Chuyện này chết chuột. Ngựa bự này anh. Ừ, ngựa này cũng được. Ngựa vàng. Đó thì chuột này ngoeo ngoeo. Này cũng có lý nè. Đồng Tháp ruộng lúa cũng nhiều mà giờ ở Tân Thạnh ruộng lúa cũng nhiều nữa. Quá trời luôn, mênh mông cánh đồng. Cánh đồng mênh mông. Rồi giờ bắt nắng đi. Mình nhì, như thấy cục phân nhiều khái rồi. Một hành nhì, một con ngựa. Nó hành gì ngon lành. Trời ơi, mới thấy. Gì ngon anh. Chút xíu có hành nhất nữa nè. Ngon quá ị. Đâu? Hành nhất ở đâu? Chút xíu mới dính. Ai biết dính đâu. À, con. Là đang tưởng tượng đó hả? Tưởng tượng. Đổ phân ra đặt sao đỡ bỡ ngỡ. Con này con ngựa là con thứ tư. Được hai con ngựa, hai con hành rồi đó. Ôi ngựa này bự nè anh. Ừ. Ngựa vàng. Giữ được không bảo rồi. Nó nó. Con này nửa ký. Miếng đi cái răng đó. Tiêu răng hết dịch từ từ. Ngựa gãy răng tôi nghĩ. Ủa đó, thị đó. Thôi ăn ngựa. Á nha. Rồi, bốn con ký rồi đó. Hơn ký. Không mẹ. Các vô coi ổ ông rồi giá rồi bự chưa? Cái từng sau cái lên bắt. Bốn càng ngày càng bự hả? Ừ. Có con nhiều là bự hả? Ừ, nó đẻ cái nhộng cái nở con ra cái nó làm bự rồi nữa. Chứ không vậy là nó vậy hả? Đâu có, nó càng ngày càng lớn chứ. Còn không? Hả? Đừng mất chứ. Đi. Con gì?
Đâu? Ừ, con cũ á. Hành nè. Ừ, hành ngon lành. Ôi hành ba, ba ngon á. Nào. Ừ, nặng nè, ba ngon. Ba ngon. Đó, trời ơi, phân nè. Đó, mê không? Gì đang bự ra. À, xuống dưới luôn. Tìm cá sấu á. Sợ quá. Sợ không? Sợ cá sấu không? Mất tiêu hả? Con chuột hả? Trời, gì không dính ta. Cho mình lúa đi. Trời, chỗ nó ngon nó sợ luôn. Như sao dính? Như sao dính hàng khủng? Là ông người vẽ nè. Còn em ơi. Còn còn. Đi mình đâu có đụng ở đâu. Rồi, ổ nó bự lên rồi. Đó, hai con tay mình chỉ nè. Đó. Từ mặt đất lên tới cái ổ có 1 mét à. Để trên sau đi. Để từ sau nó bự lên xíu nữa. Bên đây. Nhưng còn khủng khủng rồi. Chết quá. Ý, hành. Hành bự không? Thấm rồi, chuột thử rồi. Rồi còn chuột mà sao nắng vậy? Hành ba đó, chuột thử. Rồi hành, chuột giết luôn. Chuột mạnh quá. Rồi để lại không đi. Thì nắng rồi. Con này là được 5 con. Nó 5 con thay nhiều quá. 2 con ba, con 2 con hành ba, 2 con ngựa, một con hành này. Quá trời luôn. Nó ba ngon. Ba ngon không à? Nay ba ngon không à? Rồi. Tiếp tục. Rồi đó. Cái này chứ đồ không dính. Nay vô là dính rồi. Đồ này ngon quá, không dính nữa thôi à. Trời ơi, con chuột. Hết lúa luôn á. Rồi, không dính nữa. Cái này kia rồi, không có dính nè. Này, sao đây? Cái này dính nè. Con gì, con gì? Cái gì vậy? Con quá trời luôn. Con ngựa. Con hẳn. Bự không? Ô, bự anh ơi. Đâu, đâu? Hành vậy. Đâu, đâu? Rồi, nặng á. Đâu rồi? Ừ, hành nhất rồi. Rồi, hành nhất kia. Ngon lành. Phải ăn nè. Trời ơi, cục phân. Đó. Trời ơi, hết nhất lần không, luôn. Nhất này nhất. Trời ơi, hết mệt. Hết mệt luôn. Chính con nhất hết mệt. Hết mệt. Đó. Đó. Nhìn hè. Khỏe liền em ơi. Đi lại thăm cái bẫy đó, không dính luôn. Cái sao quá, thăm không dính. Ây da. Ôi, ngon. Ngon. Ngon, ngon. Được rồi anh nhất. Sống rồi anh ơi. Đó, được rồi nhất hết mập liền. Đây. Con nhất là hết mập. Nó là kia giấy miệng con thì khỏe khỏe liền. Vậy giờ khỏe được 50 rồi phải không? Ừ. Chúng con nó làm công phải không? Đó. Ơi đã. Vừa nhất 5 lần mấy. Và thòn rắn đực. Ở đây. Đó.
Thì bên này cũng ngon ngon nè. Ngon. Có qua in hành ba không à? Ba không à? Cái mấy tờ hành ba không? Hành ba nhỏ vậy nè. Thăm cái này xong, bên đây nè. Đây nè. Đây nè. Thăm cái này xong cái về gần khu trại giam. Khu trại giam Phước Hòa. Mỹ Phước Tây. Hả? Đó đó. Trong lỗ đó. Mình vô thấy không? Đúng, quá trời luôn. Còn. Ngon. Ngon ngon. Còn gì còn gì? Ôi hả? Ôi dạ. Dạ. Mà hai mình luôn nặng. Trời, như hành ba. Trời ơi. Con rắn trắng này nghi lắm các bạn. À. Biết nghi con gì không? Gì? Nghi con rắn lục cườm á. Không, không có lục cườm đâu. Hành ba á. Ngon lạnh. Có sữa quá. Hơi dính. Chứ ngồi thăm không được. Hành gì vô? À, hành ba. Cái này chứ rồi chuột mèo mèo. Đó gì đó đó. Thằng khủng mày, giờ nó nguyên con rắn độc đây. Cái gì vậy? Ừ. Khu này khu rắn độc mà. Nó gì thế ớt hả? Giờ nó nguyên con rắn độc chà bá lửa luôn. Đó. Nè. Rồi xong. Chuột còn sống. Thấy không? Ừ, quá. Chứ sao nó sẽ dính con rắn độc. Cái này chứ rồi dính con rắn con hành ba. Ừ, hành ba hết hồn cái gì á. Đây 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 có gì không rồi chìm re à. Rồi con rắn nữa kìa, chuột ngẫm con rắn nữa, con hành ba nó mà chuột xử luôn rồi mà chuột lên đường luôn rồi, bắt hai rắn luôn này trúng ra nhà. Này trúng, này tự thất mà nó trúng. Hên. Tao đã đi qua thất thì nay qua cũng được 1 ký mấy chứ, mà được tại mấy. Nhỏ thôi. Cái mà nhỏ nhỏ còn không có dính nó nhiều nhưng mà nó nhỏ không có ký. Nay ba cũng ba ngon nữa nè. Nay có về ghép chung luôn. Ghép vô mấy đoạn. Nay ba ngon rồi được nhì được nhất nữa. Ngon. Và ba chí rồi. Còn mấy cái nữa hết rồi. Có ba vậy là ba ngon rồi. Ừ, cả vậy thì ngon rồi đó. Qua nhỏ hơn nó nữa. Qua chí chí à, qua bằng ngón út à. Chí hả? Rồi, vô chuột đi tiếp. Còn 4 cái cuối. 4 cái. Cái dính diện đây. Con gì? Trời, chuột chích queo. Là cá hay đặc kỳ trời. Là cá đặc về sao có. Kỳ cục. Đây cái. Ý, rồi thằng nhất anh lấy y là ca rồi màu sáp nha. Đó rồi con này bự ha ha ha, con này 1 ký. Ôi con này bự. Đó vô y phân nè. Ôi về. Này mát này em. Ê, ê, mày con sáp. Hả? Hả? Đây nè. Bỏ ra coi. Thiệt luôn hả? Ừ. Ủi nặng nè. Ui, ủa cái đầu chả bá luôn anh. Bá lửa luôn, con này chắc cũng chèm chín lạng à. Trong đám sậy hả? Ừ, ở đây mà
khu trại giam Phước Hòa. Ôi con này bự anh ơi. Con này mới chát luôn. Con này chín lạng. Cỡ đó. Trời ơi. Dạ thòn. Ủa nó phồng lên, nó phồng lên kìa. Trời mới đặt vô luôn. Ừ con này em không được thăm chứ em thăm em la dữ lắm. Trại giam Phước Hòa. Con này bự. Lên hàng nóng. Qua đây không không thấy đường qua đây nè. Đúng rồi. Nó ừ thôi thôi đẹp. Lúa nè. Con này bự đây. Sáp này sáp chì. Có bàn cái vàng ở dưới luôn à. Sáp. Phân ị quá trời phân luôn. Trời đã. Trời ơi, còn mấy cái cuối. Còn hai cái nữa. Trời ơi. Ngon. Còn mấy cái cuối lên hàng. Đang đọc khu trại giam. Rồi. Lấy gì đựng? Có để vô. Có, đem theo túi lưới trắng á, con lấy đi. Đựng túi lưới trắng hả? Ừ. Những thằng khủng rồi, con này chưa khủng. Con này chừng 9 lạng à. Khe khe là con nghe chơi. Rồi, cầm máy. Này, cái này không dính. Ai bắt? Nữa hả? Anh chọc em rồi đó. Nhìn kìa. Ai đâu. Cầm máy nha. Tối không anh? Tối không? Ngồi bên đây tối nè. Mà nó khè kìa anh, cái đầu nó chà bá luôn á. Con này chín lạng. Cái đầu nó. Túi lưới này không trọng lượng nè. Túi lưới này không có nhiều gam á. Ủa túi lưới nhỏ á anh. Con này bự quá. Con này bự. Vô giặt ra thấy đường xám 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 rồi. À nó phải không? Ẩm trong đầu. Dở lên nó là cà lường, nó nhìn nó kỳ lắm, nhìn nó khác với ăn kia. Cái đầu của nó này. Quá. Vô chạy đầu. Đã quá. Cuối. Đang đọc khu trại giam. Lúc luôn, đang đực. Đã ghê không? Trời ơi, thấy con này nó bự anh. Hả? Mới thấy con hổm giờ mới thấy con này bự. Đâu con ký gì chứ? Con ký là ở dưới kia. Mấy con bự ít ghê á, mấy con nhỏ nhỏ quá trời luôn. Con này ngon nè. Hả? Con này ngon nè. Cho bên này nó cho em thăm. Thuốc trồng đi ruộng ở trong á, nó sậy á. Sao vô? Nguyên cái đám sậy cao nghiệu trong á hả? Ừ, nằm trong đám sậy á. Ừ, thấy ghê không? Vậy trong còn nữa anh? Còn. Dừng cái của em vàng chính nữa đó. Anh với Giang đặt chung chỗ không? Ừ. Ôi, sắm thịt luôn á ta ơi. Rồi. Hai chàng đi tiếp cái nha. Hai cái cuối. Còn hai cái cuối. Cái cuối đứng diện đây. Ồ, thằng Hành còn chuột luôn. Ba còn chuột. Ủa, đâu quên rồi. Đây quá. Ơi, Hành. Ngon lành. Hành gì? Được con hành gì?
Cái cú vớt được nhì. Cú được rồi, nhì ngon quá. Ngồi giữa lỗ bắt luôn. Đâu, ngồi sát mé đâu vậy à? À quên, ngồi ngay lỗ. Ôi trời, ngồi sát mé. Còn nhì, đỡ. Vậy này trúng chứ bộ. Trúng, vậy này trúng. Này trúng nè, cuối luôn. Ê, đó, nhì xịn. Ngon lành. Vô. Nhìn như có con hổ nè. Đó. Ngon hổ nha bự nha. Cân anh. Để lấy cân. Đây. Đây chị nghe bà nhìn nó không biết hai đứa này nó làm cái gì. Nó gồng khùng cái gì em. Nó ngồi dưới đường. 2,6 kg. Ừ ngon. Còn 2,5 kg đi. Còn 2,5 kg đi. 2,5 kg. Con này túi này không có độc lượng. 2,5 kg. Trời ơi, tôi con này có 7 lạng à. 7 lạng hả? Ừ, 7 lạng, này 7 lạng rưỡi nè. Còn 7 lạng. 2 kg mới quên nhiêu rồi, 2,5 kg. Ừ. Với 7 lạng là 3,2 kg. 3,2 kg. Bên này trúng cái nhà. Đây. Này trúng. Hồi đã. Rồi, làm đi cân. Ngốc đầu này. Nó, ừ. Đâu. Bà khoan ghê không? Ôi, ăn ghẹo nữa. Rồi, tạm biệt cả nhà. Em chào tạm biệt cả nhà bên nhà. Em cả nhà, ngày mai hai chồng thăm loài cá ở Tân Phước. Thăm loài cá, miếng cá hả?